Công ty Đông Nguyên xin kính chào quý khách. Sau đây là mẫu motor hình giảm tốc. Đây là giảm tốc chân đế. Và đây là mặt bít. Và đây là đầu của giảm tốc khi dưới ấp motor vào. Đây là motor giảm tốc cốt âm. Và đây cốt dương. Và đây là motor hình giảm tốc một pha. Đây là bảng thông số của motor giảm tốc một pha. Kết cấu bên trong hộp giảm tốc. Và đây là kết cấu điện của motor giảm tốc.